danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app danh. Chào mừng các em đã đến với khóa học hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa thuộc cuốn sách ngữ văn lớp 7 tập 2 bộ sách Chân trời sáng tạo. Trong nội dung bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cô đi soạn bài ôn tập bài 9 trong thế giới viễn tưởng. Chúng ta sẽ cùng nhau đi ôn tập lại những kiến thức liên quan đến việc đọc hiểu văn bản, kiến thức liên quan đến thực hành tiếng Việt, đến phần viết, phần nói nghe. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng cô đến với câu hỏi số 1. Trang 95, sách giáo khoa ngữ 7, ngữ văn lớp 7, tập 2. Chuyện khoa học viễn tưởng có những đặc điểm gì? Ở câu hỏi này, các em sẽ nhớ lại kiến thức về chuyện khoa học viễn tưởng cùng với các văn bản chúng ta đã cùng tìm hiểu ở trong bài học số 9 này để chúng ta có thể hoàn thiện câu hỏi này. Cô gợi ý các em như sau. Chuyện khoa học viễn tưởng có các đặc điểm như sau. Về đề tài của chuyện khoa học viễn tưởng rất đa dạng, phong phú, thường gắn liền với các phát minh khoa học công nghệ như là sáng tạo dược liệu, khám phá đáy đại dương, du hành vũ trụ, gặp người ngoài hành tinh. Cốt truyện của chuyện khoa học viễn tưởng thường được xây dựng trên cơ sở các sự việc giả tưởng liên quan đến các thành tựu khoa học. Với tình huống truyện, tác giả thường đặt tên nhân vật vào những hoàn cảnh đặc biệt, những khó khăn hay mâu thuẫn cần phải giải quyết trong thế giới giả tưởng cùng với các sự kiện. Câu chuyện khoa học viễn tưởng lẫn lộn với những sự kiện của thế giới hiện thực, với sự kiện xảy ra trong thế giới giả định như là về quá khứ, xen lẫn tương lai và ngoài vũ trụ. Nhân vật trong chuyện khoa học viễn tưởng là những người ngoài hành tinh, quái vật, người có năng lực phi thường, các nhà khoa học, nhà phát minh có khả năng sáng tạo kỳ lạ. Không gian, thời gian trong chuyện khoa học viễn tưởng mang tính giả định, chẳng hạn thời gian lẫn lộn từ quá khứ, hiện tại và tương lai, không gian vũ trụ như lòng đất, đáy biển. Đó chính là nội dung trả lời cho câu hỏi ôn tập số 1. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi ôn tập số 2. Em hãy tóm tắt những nét đặc sắc của chuyện khoa học viễn tưởng trong văn bản đã được học dựa vào bảng sau. Chúng ta tìm hiểu 3 văn bản. Sông dòng sông đen, xưởng sô-cô-la, một ngày của Ichian. Tìm hiểu về đề tài, nhân vật, sự kiện, không gian và thời gian. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về đề tài của chuyện dòng sông đen, đó chính là khám phá đại dương. Văn bản sô-cô-la với đề tài là các phát minh khoa học công nghệ xưởng sản xuất sô-cô-la. Đề tài của một ngày của Ichian là hành trình biến thành người cá của Ichian. Nhân vật trong văn bản dòng sông đen là giáo sư Aronnax, người nghiên cứu sinh về sinh vật học, cộng sự công xây và thợ săn Neckland. Văn bản xưởng sô-cô-la là nhân vật ông quân cơ, là chủ xưởng kẹo và nhân vật trải nghiệm là Sắc Ly. Một ngày của Ichian là nhân vật Ichian, một ngày của người cá, bác sĩ và người cá. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu. Sự kiện của văn bản dòng sông đen là sự trải nghiệm cuộc sống kỳ thú xuống lòng đại dương, gặp nạn và được lên con tàu kỳ lạ. Văn bản xưởng sô-cô-la với sự kiện là khám phá xưởng sô-cô-la, tham gia trải nghiệm xưởng kẹo thú vị. Văn bản một ngày của Ichian với sự kiện chính là khi Ichian ở dưới đáy biển và khi anh trở về nhà, tức là trong một ngày của người cá. Không gian trong văn bản dòng sông đen là đại dương mênh mông, đáy biển kỳ lạ. Văn bản xưởng sô-cô-la với một không gian là mang tính giả định không gian của nhà máy xưởng kẹo sô-cô-la. Văn bản một ngày của Ichian là không gian dưới đáy đại dương và bờ biển. Thời gian của văn bản dòng sông đen mang tính giả định là buổi đêm. Văn bản xưởng sô-cô-la là mang tính giả định là một ngày. Một ngày của Ichian là thời gian lẫn lộn quá khứ và hiện tại vào buổi sáng sớm. Chúng ta sẽ cùng khép lại câu hỏi số 2, chúng ta đến với câu hỏi số 3. Mở rộng thành phần được gạch chân trong các câu sau bằng cụm từ. A. Mưa rơi. B. Dưới gốc cây, những đứa trẻ đang nô đùa. Chúng ta sẽ mở rộng như sau. Ở câu A chúng ta sẽ mở rộng. Mưa tầm tã rơi xuống đường. B. Dưới gốc cây tỏa đầy bóng mát, những đứa trẻ đang nô đùa. Những câu được mở rộng thành phần bằng cụm từ như thế này rất là đầy đủ, chi tiết, giúp cho người đọc chúng ta hiểu rõ hơn về sự vật, hiện tượng mà được nói đến, không hiểu một cách qua loa, ý ít, mà chúng ta hiểu được ý chi tiết và toàn diện hơn với câu văn này. Chúng ta đến với câu hỏi ôn tập số 4. Khi viết đoạn văn tóm tắt văn bản, em cần lưu ý điều gì? Chúng ta sẽ có một số lưu ý như sau. Đầu tiên, chúng ta cần phải đảm bảo yêu cầu về hình thức của một đoạn văn. Thứ hai là chúng ta cần tóm tắt được ý chính nêu trong văn bản. Thứ
Thứ ba là chúng ta cần đảm bảo được yêu cầu về độ dài của đoạn văn. Thứ tư là chúng ta cần đảm bảo được nội dung chính của đoạn văn. Và chúng ta sẽ không tóm tắt lan man, cần giới thiệu cấu trúc gồm hai phần: giới thiệu nhan đề và tác giả của văn bản cần tóm tắt. Tiếp đến là trình bày ngắn gọn các ý lớn, bổ sung các ý bổ trợ nếu cần trong văn bản. Tiếp theo là câu hỏi ôn tập số 5. Em hãy nêu hai bài học kinh nghiệm mà em rút ra khi thảo luận nhóm về một vấn đề gây tranh cãi, về một nhân vật, ví dụ như là cách trình bày ý kiến, cách thuyết phục, tranh luận với bạn. Cô sẽ hướng dẫn như sau: hai bài học kinh nghiệm mà em rút ra sau khi chúng ta thảo luận nhóm trong một vấn đề gây tranh cãi đó chính là: chúng ta cần phải tôn trọng ý kiến của các người trong nhóm, cần có thái độ cầu thị, lịch sự, chủ quan lắng nghe, tiếp thu, phản hồi mang tính chất xây dựng. Đó chính là hai bài học kinh nghiệm khi chúng ta thảo luận nhóm về một nhân vật gây tranh cãi. Tiếp đến, chúng ta sẽ tìm hiểu câu hỏi ôn tập số 6. Trí tưởng tượng có vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta? Chúng ta sẽ tìm hiểu vai trò của trí tưởng tượng như sau. Trí tưởng tượng trong cuộc sống của chúng ta giúp cuộc sống chúng ta phong phú, đa dạng và nhiều màu sắc hơn. Chính trí tưởng tượng đã làm tiền đề cho những phát minh hiện đại của con người, những mơ ước được hiện thực hóa, những kỳ diệu kiểu đó, đúng không em? Như vậy, câu hỏi ôn tập ngày số 6 này đã khép lại bài học ngày hôm nay, bài học ôn tập này. Cảm ơn các em đã lắng nghe bài giảng. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở trong những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.